Dạ chào quý cô. Quý cô sống ở chùa hả cô? Có ra phụ không mà con ơi? Ra phụ hả? À, ra phụ rồi rồi cũng chuyện mà gì à. Quý cô làm công quả cho thầy. Là chùa này hiện tại có một mình thầy vậy hả? Có mình thầy với có một cô nữa. Dạ. Cô đó lớn tuổi chưa cô? Muốn mấy tuổi hả? Ở lại phụ chùa. Dạ. Dạ dạ, để đi qua kia. Cổ về đây trai lớn của em. Vậy hả? Trai lớn đẹp trai quá ha. Cái gái nhỏ gái Út. Có khách hả? Ở đây xuống lại phụ làm đồ ăn với thầy. Hả? Dạ. Đứa trai gái. Dạ trai. Vậy hai đứa trai. Dạ Di Đà Phật, cảm ơn quý cô nha. Con nghe nói lát quý cô làm barbecue hả? Ghê ta. Đây bỏ trên xe. Lần đầu tiên mới thấy barbecue nấm luôn nè. Trời ơi, barbecue nấm nha, đặc sản của chùa. À, cái sông này nó có, cái hồ này nó có thông ra sông không con? Không có, con bơm nước vô không à, bơm ra bơm vô. Bơm ra bơm vô. Ừ. Mà, lúc rài nước kém. Con tưởng nó thông ra sông, cái phóng xanh đây, cái nó ra sông luôn. Vậy luôn hả con? Dạ. Cảm ơn quý cô.